Dạ vâng, Song Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay thì bên em có một cặp loa rất khủng xin lên sóng và giới thiệu đến các bác. Cặp loa này là cụ tổ của các cái model mắt võng của Pioneer thưa các bác, đàn anh của CS99A. Vâng, cặp loa với tên gọi Pioneer 63DX. Sản phẩm được ra đời vào những năm của thập niên 70, tức là từ năm 70 đến năm 76 thưa các bác. Em này thì có một cái thiết kế cao lớn đồ sộ bậc nhất luôn ạ. Bậc nhất của Pioneer luôn. Chiều cao tới 72, chiều rộng là 48 và chiều sâu là 33cm. Rất khủng với cân nặng của cặp loa lên tới 64g, tức là mỗi thùng của nó nặng tới 30kg thưa các bác. Toàn bộ thì vỏ được làm bằng thùng vỏ gỗ lạng, thiết kế với căng mắt võng, lưới xanh rất đẹp. Cặp này thì shop Đạt Trần đấu giá mạng về. Vâng, cặp này thì shop Đạt Trần đấu giá mạng về. Hàng đẹp trên 90%, hàng tuyển chọn đẹp nét căng từng cm thưa các bác. Và bây giờ thì em Đạt Trần mời qua chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại gần để chúng ta quan sát được chi tiết độ đẹp của cặp 63DX vừa mới cập bến sau Đạt Trần ngày hôm nay. Với thiết kế thùng vỏ gỗ lạng, cái vân gỗ của em 63DX này rất là tuyệt vời. Vâng. Màu vàng sáng. Nó còn rất là mới, nó chưa bị thâm theo cái thời gian. Đấy, bên kia người ta bảo quản cực kỳ là tốt. Những cặp loa đẹp xuất sắc như này, từ thùng vách góc cạnh đây các bác xem, nét căng luôn đến cái phần e căng lưới vải màu xanh rêu. Đấy, giống như là trên CS99A. Toàn bộ là các cái lưới này, các cái khuyên này còn nguyên, chưa có mất một nan nào. Phía dưới có cả tem của Pioneer. Đấy, e căng khuôn rất đẹp luôn. Thùng vách góc cạnh đây đẹp nét căng, chiều cao tới 72 và cân nặng của nó thì 30kg trong một thùng, rất khủng. Phía đằng sau, đời này là đời thùng đáy cây nhé. Có một đời là đáy mùn thì nó không đẹp như này. Đáy cây đây, đây các bác thấy đáy cây nhé. Nó làm bằng gốc cây luôn. Model là 63DX, cặp này thì trực hàng 8 ohm. Công suất là 80W, có một vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Đây, cặp loa còn rất đẹp và nguyên zin bản, mộc mạc theo thời gian. Nét căng luôn. Đấy. Nét căng luôn. Và em sẽ tháo cái tấm lưới căng ra để cho các bác chúng ta cùng xem. Đây. Đầu tiên em sẽ quay cái tấm lưới căng trước nhá. Cái căng còn rất đẹp và zin nguyên bản. Đấy. Đấy. Quá mới. Sau bao nhiêu năm trời rồi. Đây các bác nhìn nhá. Sau bao nhiêu năm trời rồi, những cái dòng sản phẩm hàng lưu kho chưa sử dụng còn rất đẹp. Tiếp theo thì em sẽ quay tuyến loa. Và em sẽ giới thiệu tuyến loa trước cho các bác. Cặp này thì với cấu hình tuyến loa là 6 loa trên một thân thùng. Với một cái loa bát đường kính 40 màng giấy gần xếp. Và đời bát này, đời bát có lỗ cho nên cái tiếng rất hay. Đấy. Hai loa mít giấy là sử dụng gân vải zin. Đây, sử dụng gân vải zin. Hai loa mít giấy, hai loa siêu chép và một loa chép kè. Đây ạ, tuyến loa bát đây. Em ba đời bát có dâu, em chưa thấy cái 63DX nào về mà cái loa bát nó còn đẹp, sáng sủa và sạch sẽ như thế này. Nét căng. Hai loa chép còi còn nguyên cái miếng vải họ dán bịt lại đây. Đấy, thì các bác thấy cái độ zin thế nào. Hai quả kèn này là kèn gang các bác nhá. Hai quả kèn gang chứ không phải kèn nhựa. Kể cả đây cũng là kèn gang luôn. Rất khủng, tuyến loa đẹp một cách mỹ miều luôn. Không còn từ nào để chê. Tiếp tục em sẽ quay ngay thùng loa bên này cho các bác xem. Đầu tiên là phần thùng vỏ. Vâng, chưa thấy cặp 63DX nào đẹp và nét như thế này. Thùng hậu phía sau đây. Đây ạ. Vâng. Model đây, cặp loa còn đầy đủ. Vâng, quá đẹp, xuất sắc luôn. Tiếp theo thì em sẽ quay cái phần e căng. Đây ạ. Các bác nhìn những cái con ốc này, sau bao nhiêu năm mà nó còn vàng ươm như thế này. Rồi các cái phần gỗ này, mới keng xà beng. Đây ạ. Tất cả các cái nan là chưa có gãy nan nào. Và lưới vải thì còn cái màu xanh rêu rất đẹp. Còn nguyên cả cái logo của Pioneer.
đến cái cấu hình tuyến loa. Em mời các bác chúng ta cùng ngắm nghía cấu hình tuyến loa. Em này thì đẹp không tì vết luôn. Đấy, nhìn sâu vào bên trong các bác có thể thấy cái sắt xi của cái con tép còi này 7 màu luôn. Đấy, cũng như là cái tuyến loa bát mới đẹp căng mọng. Con này nói chung là không có điểm chê, các bác không có thể chê gì được ở trên cái cặp loa này. Và sở trường của cặp loa này là nó chơi những cái thể loại nhạc vàng, nhạc nhẹ, bolero, hoặc những cái dòng nhạc cổ, dòng nhạc không lời, tiếng rất là chất luôn. Cặp này thì các bác nào có cái không gian kê bày rộng rộng một chút thì rất là đẹp luôn. Vâng, thưa các bác, cặp loa với cái mức giá em xin được công bố ngay 21 triệu đồng cho cặp 63DX. Sắt đặt trần với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc. Giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. 21 triệu đồng cho cặp loa 63DX. Các bác nào có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp cho em. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức một chút nhạc bolero thể hiện trên cặp loa này. Có nhau để ngày sau thương nhớ.
bao mùa trắng. Ở chốn phương trời xa anh đi mãi chưa về, em đây vẫn trông chờ. Từng đêm trong sao nhắn tên à, vâng các bác, cặp loa 63 đế có mức giá bán của em nó là 21 triệu đồng. Các bác nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em. Và đây là một cặp loa đẹp xuất sắc, có thể nói là mới nhất Hà Nội tại thời điểm hiện tại luôn, em khẳng định với các bác như thế. Dòng sản phẩm hàng lưu kho, còn chưa sử dụng, còn rất đẹp. Các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Đối với cái cặp loa này thì giá của nó còn rẻ hơn cặp 77A các bác nhé. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm công, em mới cho mình biết tình. Màu tim biết em đang trộm vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ đợi, chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngầm rơi luôn hoa cười, ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hơn duyên má hồng. Đời anh đây đó mười phương gặp em. Vâng, và em là Trần, xin phép được kết thúc video clip này tại đây. Cặp Pioneer 63 đấy có mức giá bán 21 triệu đồng. Em là Trần, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác.